Khi Nguyễn xin mến chào toàn thể đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh của Khi Nguyễn Vlog ha. Thì kênh của Khi Nguyễn chuyên chủ yếu nói về chim cảnh thôi, đặc biệt là những cái dòng chim biến nói chuyện ở Việt Nam mình. Khi Nguyễn cũng muốn đem một số những kinh nghiệm của mình có được trong quá trình mà mình chăm sóc những em thú cưng nhà mình, dù là thành công hay là thất bại, thì Khi Nguyễn cũng muốn làm nên những cái video mà nó chân thực nhất để gửi đến toàn thể đại gia đình thân yêu mình biết được về những cái kinh nghiệm mà nuôi chim, thuần chim, chăm sóc chim và huấn luyện chim như thế nào cho nó được tốt. Để đến với những cái thông tin chi tiết xuất hiện trong cái video ngày hôm nay thì các bạn cũng nhớ đừng quên nhấn subscribe ngay kênh YouTube của Khi Nguyễn Vlog và nhớ đăng ký bật chuông để nhận được những cái thông tin, những cái cập nhật mà mới nhất về những cái dòng chim biết nói chuyện hàng ngày trên kênh của mình ha. Thì trong những ngày qua có nhiều bạn comment cho mình là hỏi chim non thì tầm độ tuổi như thế nào thì mình mới thả vào trong cái lồng, và tầm độ tuổi như thế nào thì mình nuôi vào trong một cái hộp. Thì thưa với các bạn là chim non nó phân ra rất là nhiều giai đoạn ha. Giai đoạn đầu là từ khi mà nó mới mọc lông ống đến giai đoạn mà nó đã phủ lông đầy mình nó, thì mình sẽ bỏ trong cái hộp này. Khi mà nó đã phát triển từ lông mà phủ lên đầy người nó rồi, thì đến cái giai đoạn là nó biết tự truyền cành, nó đã mọc cái lông cánh và lông đuôi nó dài rồi đó, thì các bạn cứ phát hiện là con chim mình nó đã mọc cái lông cánh đó bạn, lông cánh với lại lông đuôi là nó dài ra, thì mình sẽ bỏ vào lồng thôi. Đây thì cái lông cánh nó còn khá là ngắn nè, và lông đuôi nó cũng ngắn. Nếu mà các bạn nhìn những con chim chim non á mà cái lông cánh với lại lông đuôi nó đã dài rồi thì các bạn sẽ thả vào lồng thì nó thích hợp hơn. Lúc đó thì con chim nó đã cứng cáp rồi, thì các bạn thả nó vào lồng thì nó sẽ hoạt động, nó sẽ bám vào cái cầu này là nó chặt hơn. Còn con chim nhà mình là bây giờ nó chỉ là mọc lông ống rồi, nó phun lông đầy người nó rồi, nhưng mà nó chưa có dài thì nó rất là thích ở trong cái hộp, tại vì ở trong hộp nó ăn xong rồi là chỉ việc nó ngủ thôi. Còn một cái vấn đề nữa là nếu mà các bạn mà thả vô lồng sớm quá thì con chim mình nó ngủ không được, nó sẽ kêu hoài. Rồi có nhiều bạn rất là bực mình trong cái việc mà con chim mà nó cứ kêu suốt, cho dù là các bạn cho nó ăn rồi, giả là các bạn mà có che đậy có phủ cái áo lồng rồi thì nó cũng kêu. Mà có nhiều bạn comment hỏi mình là nguyên nhân tại sao, thì thưa với các bạn nếu mà con chim mà nó chưa có truyền cành được, nó chưa có lông cánh với lại lông đuôi nó chưa có dài á, nó chưa có đứng trên cành được vững á, thì các bạn nên bỏ trong cái hộp này ha, bỏ trong cái hộp gỗ hoặc giả là hộp giấy, thì các bạn đục lỗ như vậy cho nó thở, và những cái ánh sáng mà xuyên vào á thì nó rất là ít, cho nên là con chim mình nó ngủ, nó ăn xong nó chui vào đây nó ngủ thì nó khá là thoải mái hơn. Còn các bạn mà bỏ những chú chim mà nó chưa có cứng cáp vào đây, các bạn lót vải lót giấy thì nhiều nhiều con là nó kêu khá là nghe, nó rất là mệt người, tại vì mình làm tập trung vào một cái vấn đề gì đó mà mình nghe chim nó kêu hay mình nghe ai nói gì đó, thì mình không có tập trung được. Và những chú chim non này thì mình đặc biệt mình cũng cưng nó nữa, nếu mà mình nghe nó kêu thì mình chạy ra mình coi thứ là nó bị vấn đề gì á, mà nó kêu hoài nó kêu suốt thì nó đâm ra như nó rất là mệt. Bởi vì là Khi Nguyễn khuyên mọi người ha, nếu mà những chú chim mà từ chim mọc lông ống đến khi mà lông ống nó phủ đầy người giống như con chim nhà mình á, thì các bạn nên bỏ vào trong một cái hộp giấy hoặc giả hộp gỗ, để khi mà nó ăn xong nó sẽ vào đây và nó ngủ một giấc tầm khoảng chừng 2 tiếng ngoài nữa là mình cho nó ăn một cữ nữa thì được. Còn những chú chim mà khi mà nó đã lông cánh nó đã dài ra và nó đã biết giống như là nó đã biết tập bay rồi đó, thì các bạn nên bỏ vào đây ha, nên bỏ vào lồng, và lúc đó thì chân nó đã vững rồi, nó đã cứng rồi á, thì nó sẽ bám vào trên cái cành đậu này là rất là vững, cho nên là lúc đó là các bạn bỏ vào lồng nó cũng không chịu nữa, bỏ vào cái hộp nó cũng không chịu nữa, nó chỉ thích đứng vào đây thôi. Và khi mà các bạn mà nuôi những chú chim như vậy thì cái Nguyễn khuyên các bạn một điều, cái những chú chim non này là mình phải cần tập cái thứ gì mình cũng tập nó hết, là từ tập ăn, tập mà cho nó bay, rồi tập cho nó đứng lồng luôn. Rồi bây giờ là tầm độ tuổi như thế này là mình có thể là cho nó đứng lồng được rồi, nhưng tuy nhiên là chỉ trong vòng một thời gian tầm khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng thôi,
là cho nó cảm thấy là quen với việc mà đứng ở trong lòng. Còn cái việc mà bỏ trong hộp này là cần thiết ha. Còn cái việc mà tập mà cho nó đứng lòng như vậy là mình chỉ rảnh rỗi thời gian khoảng chừng tầm 1 tiếng 2 tiếng là cho nó đứng đây, nó dễ lông, nó quạt cái đôi cánh nó cho nó xả chép thôi. Còn đứng nếu mà nó đứng ở trong lòng như vậy là nó sẽ rất là khó ngủ, tại vì những chú chim non này chỉ có ăn với ngủ là nó mới nhanh lớn thôi. Thì thôi, một số điều Phi Nguyễn cũng muốn chia sẻ với anh em và mọi người thông qua cái video này để cho mọi người biết được là tầm độ tuổi nào thì mình mới nên thích hợp thả chim vào lòng, còn tầm độ tuổi nào thì mình nên để trong cái hộp giấy hoặc giả hộp gỗ để cho nó phát triển được nhanh ha. Thì thôi, một số điều Phi Nguyễn cũng muốn chia sẻ với anh em và mọi người như vậy. Chúc anh em và mọi người vui và thành công trong cuộc sống nha. Chào tạm biệt mọi người.